Chào mừng quý vị khán giả đang cùng đến với chuyên mục quen thuộc của chương trình. Đó chính là Chuyện Người Nổi Tiếng cùng với số đặc biệt đầu năm mới. Và nhân vật khách mời đặc biệt được chúng tôi lựa chọn để song đất đầu năm mới. Đó là một gương mặt thành công cho âm nhạc, cho sự nghiệp và đang viên mãn với hạnh phúc gia đình của mình. Cũng như năm nay, chị sẽ chào đón một thiên thần mới cho mái ấm nhỏ của mình. Và nào, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ một người đã đi tiên phong cho dòng nhạc Dance Electronic của thị trường âm nhạc Việt Nam. Xin được giới thiệu khách mời đặc biệt, nữ ca sĩ Thu Minh. Xin chào tất cả quý vị, các anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Và xin chào anh Khoa. Dạ, những ngày đầu năm mới, chị có thể chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình không ạ? Mùa xuân này thì đối với chị như thế nào? Mùa xuân này có lẽ rằng là sẽ là một mùa xuân đặc biệt hơn cả những mùa xuân mà mình đã từng có. Bởi vì mình đang đón chờ một thành viên mới của gia đình. Một cái điều mà khán giả vẫn ngạc nhiên về chị á là những tháng trước Tết bụng cũng khá to rồi mà thấy chị vẫn xuất hiện trong những chương trình ca nhạc đặc biệt và vẫn nhảy với cái dòng nhạc mà mọi người yêu mến và chờ đợi chị khi chị xuất hiện ạ. Thật sự thì nhún nhảy thì một cái ở mức độ nào đó thôi. Bởi vì mình hát nhạc dance mà với một cái âm nhạc nó cuồng nhiệt, nó sôi động như vậy mà đứng yên thì nó không có đúng lắm, nó không có thoải mái cho chính bản thân mình luôn, mình phải nhún nhảy nhảy. Và năm nay chị có những cái kế hoạch, những cái ấp ủ của mình sau khi mà có em bé chưa? Bởi vì cái vấn đề Khoa nghĩ là quan trọng là khán giả chờ đợi chị quay trở lại sân khấu cũng như những cái dự án âm nhạc mới của chị ạ. Thực sự thì trong thời gian vừa rồi thì có những cái lời mời để mà trình diễn trên sân khấu thì mình cũng suy nghĩ và mình cũng nhận lời một số những cái chương trình mà mình cảm thấy rằng là với cái khả năng sức khỏe của mình cho phép, mình muốn rằng là một khi Thu Minh đã không lên sân khấu rồi thôi, đã lên rồi thì luôn luôn cháy hết mình, luôn luôn hát hết mình. Là một nghệ sĩ đi tiên phong cho dòng nhạc dance điện tử đúng không ạ? Đến bây giờ thì có rất là nhiều những chương trình truyền hình thực tế đi theo cái phong cách âm nhạc này, rồi người ta mang DJ lên trên sân khấu biểu diễn, rồi các ca sĩ trẻ thế hệ đàn em của chị cũng học hỏi theo. Thế thì bản thân mình là người đi tiên phong và cái điều đặc biệt là mình thành công trong nền âm nhạc Việt Nam đương đại. Chị thấy cái sự chuyển mình và khi mà mình mang đến cái âm nhạc dance electronic đó như thế nào ạ? Mình có một cái thói quen, không biết là thói quen xấu hay là thói quen tốt, nhưng mà khi mình tích cực làm một cái điều gì đó và mình cảm thấy hưng phấn với một cái điều mới mẻ mà mình tìm kiếm và mình thấy được, cho nên mình rất là tập trung tinh thần để mà làm cái điều đó. Nhưng mà khi mà mình đạt được cái điều đó rồi á thì mình lại rất là chóng chán và mình muốn tìm một cái điều gì đó mới mẻ hơn để cảm giác là cái đầu của mình, cái tư duy của mình nó luôn luôn phát triển. Và mình là một thế hệ đi trước nhưng luôn luôn cái ngôn ngữ âm nhạc và cái phong cách sống của mình sẽ không có bị lỗi thời, sẽ luôn luôn có thể là những người bạn đồng hành với thế hệ sau của mình. Đó là lý do mà cho đến bây giờ thì mình đã có rất là nhiều kinh nghiệm và trong rất là nhiều thử sức trong rất là nhiều những cái dòng nhạc khác nhau rồi. Với như bạn anh Khoa vừa nói là bây giờ thì giới trẻ và các bạn ca sĩ đàn em bây giờ lên sân khấu ai cũng rất là đẹp và nhảy cũng rất là hay, rất là nóng bỏng. Nhìn thấy các bạn mình cảm thấy vui bởi vì mình thấy là có một phần của mình ở trong đó, nhưng những cái ngày đó của mình đã qua rồi. Bây giờ mình muốn tìm một cái hướng đi mới cho mình, một cái điều gì mà để luôn luôn giữ rằng là mình là một người leader. Có thể nói và chia sẻ với khán giả một tí về những cái tâm tư, tình cảm cũng như cái hoài bão của chị khi mà chị tham gia vào một cái chương trình và một cái giống như một cái sứ mệnh để mà kêu gọi về bảo vệ thiên nhiên. Khi mà nhận được lời mời từ tổ chức bảo vệ động vật hoang dã ở Nam Phi thì mình đã rủ Thanh Bùi cùng đi với mình. Trong những cái ngày mà mình cùng với Thanh Bùi ở Nam Phi thì đã được mở rộng cái tầm mắt rất là nhiều về đời sống hoang dã, cũng như rằng là có thể am hiểu hơn, nhiều hơn về cái sự ảnh hưởng của thiên nhiên cũng như đời sống hoang dã đến con người, đến đời sống tinh thần, đến đời sống vật chất nữa. Thì hiện tại bây giờ
nước Việt Nam chúng ta có thể nói rằng là một đất nước rất là giàu về tài nguyên thiên nhiên, nhưng cái điều này thì nó đã là một quá khứ hào hùng từ những năm về trước. Hiện tại bây giờ đã có rất là nhiều những cái sự mất mát to lớn ảnh hưởng tới kinh tế cũng như rằng là văn hóa và thiên nhiên, từ thiên nhiên môi trường của chính Việt Nam chúng ta, mà trong đó vấn nạn về tê giác nó ảnh hưởng rất là nhiều. Thế thì trong những ngày xuân như thế này, giờ phút này là của chị có thể gửi những cái lời chúc Tết đến cho bố mẹ của mình và cho ông xã. Vì Khoa nghĩ đây là món quà mà chương trình sẽ gửi đến cho những người thân của chị. Ok. Cảm ơn chương trình một lần nữa vì đã dành cho Hương Minh thời gian ngồi đây để mà nói những lời chúc Tết đến những người thân yêu của Thu Minh, đó là bố mẹ của Thu Minh, đến ông xã của Thu Minh và đến những người thân, anh chị, các cháu trong gia đình. Và trong đầu năm mới, thương chúc cho tất cả những ai mà đang sống ở trên trái đất này, trên đất nước Việt Nam của mình. Những lời chúc tốt đẹp nhất đầu tiên đó chính là sức khỏe dồi dào, vạn sự bình an, thanh thản trong tâm hồn, luôn luôn hướng tới những điều tốt đẹp